Tại sao nghề tư vấn bảo hiểm lại có cơ hội thu nhập đẳng cấp? Có câu phi thương bất phú, tức là nếu mà không làm kinh doanh ấy, thì không thể giàu có được. Thì khi mà bạn trở thành tư vấn viên bảo hiểm là bạn có cơ hội được làm kinh doanh cùng với khách hàng này và cùng với doanh nghiệp bảo hiểm. Và kinh doanh bảo hiểm là một lĩnh vực kinh doanh hợp pháp bởi vì đã có luật do quốc hội ban hành. Mọi cái hoạt động liên quan đến kinh doanh bảo hiểm đều được quản lý được giám sát bởi Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm trực thuộc Bộ Tài chính và có Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Trong buôn bán kinh doanh, chúng ta thường nói với nhau là buôn tài không bằng dài vốn hay là một cái câu khác là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Nhưng mà điều rất đặc biệt trong kinh doanh bảo hiểm đó lại là bạn không cần phải góp vốn bởi vì các công ty bảo hiểm đã chuẩn bị đầy đủ rồi và tư vấn bảo hiểm thì là một nghề có cơ hội thu nhập đẳng cấp bởi vì lợi nhuận trong kinh doanh bảo hiểm là rất cao tất nhiên là phần lớn cái lợi nhuận từ kinh doanh bảo hiểm là sẽ được dùng để mà chi trả đáo hạn cho khách hàng hoặc là bồi thường rủi ro về mặt tài chính cho khách hàng nhưng người tư vấn viên phục vụ khách hàng thì cũng sẽ được cùng hưởng lợi với khách hàng và nói đến kinh doanh lợi nhuận cao ấy, thì thường là mọi người lại e ngại hay là lo lắng thậm chí sợ hãi là cái lĩnh vực nào ấy nó có lợi nhuận cao thì rủi ro nó cũng cao. Nhưng mà điều có thể nói rất là độc đáo là nếu khách hàng ốm đau, bệnh tật, tử vong thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường chứ người tư vấn viên bảo hiểm không phải đền bù gì cho khách hàng cả. Một cái lý do rất chủ đạo để tạo nên thu nhập đẳng cấp trong nghề tư vấn viên bảo hiểm là người tư vấn viên ấy được tự quyết định doanh thu lợi nhuận của mình mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng mà không có phải phụ thuộc vào một cái định mức nào là cố định đặt ra từ trước cả. Tại sao lại như thế? Bởi khi làm tư vấn bảo hiểm bạn được hưởng thu nhập dựa trên doanh thu của mình. Cái công thức để tạo nên doanh thu là doanh thu ấy thì bằng số khách hàng được tư vấn nhân với tỷ lệ khách hàng tham gia và nhân với số tiền mà khách hàng đóng vào bảo hiểm. Tôi lấy một cái thí dụ rất là đơn giản ở mức một tư vấn viên làm thêm Chứ chưa phải là làm toàn thời gian như thế này Nếu như một tháng Chỉ cần bạn tư vấn cho 10 khách hàng Tức là 3 ngày Thì mới gặp một khách hàng để tư vấn Trong đó là có 8 khách hàng Chưa đồng ý tham gia bảo hiểm Và chỉ có hai khách hàng ký hợp đồng Với số tiền mà mỗi khách hàng đóng vào Ở một cái mức độ rất là vừa phải Rất là bình thường là 15 triệu đồng một năm Thì như vậy doanh thu của bạn là 30 triệu Vậy thu nhập của bạn sẽ là bao nhiêu thì bạn sẽ được hưởng hoa hồng tư vấn là khoảng 30 đến 35% dựa trên doanh thu đó. Tôi xin nhắc lại là dựa trên doanh thu chứ không phải là lấy ra từ doanh thu bởi vì tiền của khách hàng thì không ai được phép lấy cả. Như thế thu nhập thuần từ hoa hồng tư vấn mà bạn có được là khoảng 10 triệu đồng. Nếu tính thêm các khoản thưởng kinh doanh, thi đua, hay là các cái chính sách khác nữa thì thu nhập của bạn sẽ ở mức khoảng 12 triệu đồng một tháng. Và nếu bạn chưa hài lòng với mức thu nhập này thì bạn chỉ cần tăng số khách hàng tư vấn mỗi tháng lên. Giả sử bạn không tư vấn cho 10 khách hàng nữa mà bạn tư vấn cho 20 khách hàng, 30 khách hàng, thậm chí nhiều hơn mỗi tháng thì rõ ràng là cái cơ hội mà bạn ký được hợp đồng nó sẽ nhiều hơn. Và khi mà kỹ năng của bạn đã được nâng cao lên rồi thì số người tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với bạn cũng sẽ nhiều hơn và cái số tiền mà khách hàng đóng vào bảo hiểm mỗi năm cũng sẽ cao hơn như thế doanh thu của bạn nhiều hơn và thu nhập của bạn cũng sẽ tăng lên một điều nữa là thu nhập đẳng cấp còn do bảo hiểm nhân thọ Việt Nam có một thị trường rất tiềm năng với dân số của nước Việt Nam chúng ta là trên 90 triệu người trong đó là gần 70% số người trong độ tuổi lao động đang làm việc để tạo ra thu nhập mỗi ngày và hiện nay thì tỷ lệ người Việt Nam đang tham gia bảo hiểm ngày càng tăng lên mỗi năm như tôi đã chia sẻ với các bạn về cơ hội được chủ động mức thu nhập của mình nhưng mà chưa dừng lại ở đó à, khi mà bạn trở thành tư vấn viên bảo hiểm bạn còn có thể tạo ra những cái nguồn thu nhập khác thu nhập không giới hạn tại sao lại như vậy bởi vì bạn có quyền xây dựng hệ thống tư vấn viên của mình ngay trong chính công ty bảo hiểm khi đó bạn trở thành nhà quản lý bạn có thêm những cái khoản thu nhập hấp dẫn dựa trên doanh số và đội ngũ mà hệ thống của mình tạo ra. Đó chính là những lý do quan trọng mang đến thu nhập đẳng cấp trong nghề tư vấn bảo hiểm.